Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi Liên Minh Thần Thoại nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những dấu án mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì mình hôm nay sẽ test với anh em một cái meta hiện nay đang rất là hot ở bên răng Hàn Quốc và cũng như là tất cả các server khác nha. Đó chính là meta Caitlyn 100% crit. Nghe thì rất là đơn giản nha em ơi, nhưng mà thật ra đây là một cái meta hiện nay đang rất là hot và cũng như là rất là mạnh. Và cái meta này là 100% người chơi Caitlyn hiện tại đều chơi cả nha anh em ơi. Người chơi Caitlyn hiện tại nha, chứ không phải là người chơi ADC. Là ai biết Caitlyn á là cũng lên cái đồ này cả, và cũng như là lên cái bản ngọc này, và cũng như là chơi theo cái meta này cả anh em ơi. Tại vì cái meta này thì hiện nay đang rất là mạnh, được sử dụng trong đấu giải nè, được sử dụng ở trong các trận rank cao như là thách đấu Hàn Quốc và thách đấu Bắc Mỹ các kiểu nè anh em ơi. Thì lên đồ này tại sao nó là mạnh như vậy? Tại vì được buff thôi anh em ơi, được buff thôi, đơn giản là như vậy. Thì cái bản ngọc mà mình mang cho con Caitlyn 100% crit ngày hôm nay á, đó chính là bản nhiệt độ chết người nha. Anh em biết rồi đó, 100% crit thì bắn càng nhanh thì càng mạnh, nên cái bản nhiệt độ chết người này là quá hợp lý rồi. Còn nếu như mà anh em muốn thay đổi thì nó mới thay đổi bằng cái bản bước chân cũng được, để lấy cái khả năng hồi phục khi mà đi lên đó. Đánh support của mình nè. Cái này thì chịu thôi nha anh em ơi, mình hồi máu trễ quá. Cái này lỗi mình rồi. Khó nhờ, cái này lỗ mình anh em ơi. Cái này mình hồi máu sớm cho support tí là ngon rồi. Thật sự là anh em theo dõi mình thì anh em cũng biết rồi, thật sự là mình không đánh ADC nhiều. Chắc tầm 100 trận mình đánh ADC chắc tầm được có 2-3 trận thôi. Mình toàn đi rừng, đi mid với lại đi top thôi anh em ơi. Mình rất ít khi đi boss nha, kể cả đi support hay là đi ADC. Nên nếu như mà trận này em đang đánh gà thì cũng mong anh em thông cảm và bỏ qua giúp mình nha. Tại vì mình không quen đi boss cho lắm á. Nè, nhẹ cái chói nè. Thì nếu như mà anh em thích chơi thì cái chơi cũng khá là mạnh. Tại vì cái meta này nó đến leo răng cũng khá là ổn đó nha anh em. Nhưng mà anh em nào mà biết chơi Caitlyn thì nên chơi, còn không biết chơi thì thôi. Thì như cái tên meta là Caitlyn 100% crit, thì cái đồ Caitlyn ngày hôm nay nó sẽ lên đó chính là chí mạng thôi nha. Và sẽ tùy vào anh em thích lên cái gì trước, nhưng mà mình đó thường là một là lên vô cực trước, còn hai là lên cái phong thần kiếm, còn thứ ba là lên giao điện. Nhưng mà mình nghĩ anh em đừng nên lên giao điện hay là lên mấy cái ma vũ trước nha. Hai món đồ mà nếu mà được anh em hãy lên là một là phong thần kiếm, còn hai là vô cực. Anh em hãy lên trước một trong hai món này để giúp cho anh em có một cái lượng đam với lại là có một cái lượng CC ổn, và trong đó là có rất nhiều tốc bắn và cũng như là cái phong thần kiếm đó nha anh em ơi, là có tốc bắn nè. Anh em lên vô cực thì có nhiều đam hơn thôi. Đấy, tùy vào anh em. Nhưng mà anh em lên đồ này là bắt buộc là phải đủ 100% crit nha. Thì cái meta này mình không có đùa đâu nha anh em ơi, hiện tại đang cực kỳ hot và cực kỳ mạnh luôn. Những ai chưa Caitlyn thì đều lên theo cái meta này cả. Và nếu như năm nào mà theo dõi các trận đấu giải và cũng như là cái VCS thôi cũng được, thì đã thấy là rất nhiều ID VCS cũng như là tất cả các ID khác ở bên thế giới người ta cũng từng vào con này đánh giả rồi và lên đồ 100% cực crit nha. Thường hồi xưa là Caitlyn nó ít lên 100% lắm anh em ơi, nó thường lên là 50 thôi là cao rồi đó. Nhưng mà hiện tại thì nó được búp với lại là không hiểu sao mà tự nhiên nó nổi lên nữa, mà khá là bá đạo. Thì nếu như anh em nào mà có ý tưởng là gì hay, hoặc là thử thách nào, hoặc là cái meta nào mà mình không biết mà anh em muốn mình làm á, thì có thể bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình làm từng cái một, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và nếu như anh em thấy hay hoặc là muốn ủng hộ mình thì người ta bấm like, đăng ký kênh, cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Thank you anh em rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng mình cập nhật cho anh em những cái meta mới nhất và chủ đề Liên Minh Thần Thoại này nha. Nãy mình thấy là thằng The Raven với lại là thằng Morgana nó mất cũng như là hết spell hay sao anh em ơi. Không biết nó mất tốc biến chưa, mình thì mất hết rồi nè. Sợ cái mắt giờ lỗ thôi. Cái con Draven với lại con Morgana này thì đi lane thì phải thua anh em. Thật đó, mình đi lane với con Draven với lại Morgana này thì phải thua thôi. Chắc tướng mà, chắc tướng nó là như vậy rồi. Con Draven với lại con Morgana này á là mới vào là đè đường cực kỳ mạnh luôn, nên thua thì mình cũng chịu thôi. Đấy, nó khắc chế hết tất cả các skill của mình luôn mà. Này nó đánh láo quá anh em ơi. Nhưng mà nó mạnh thì nó có quyền thôi, mong là rừng găng mình tí với mình thở oxy rồi, thở không đều luôn anh em. Draven với lại một cái này đánh láo quá, mà nó mạnh thì nó đánh láo gì cũng đúng. Má giận Lee Sin xuống đây mình sợ. Ơ, top
dịch chuyển lắm hả? Nhị ba. Cái gì đây? Dịch chuyển như này thì hỏng hết nha. Lũ quá. Ông tấp dịch chuyển của ông thằng DeFi mà. Ông pha con tem như cái đầu bòi. Ông tấp dịch chuyển xuống cộng đường DeFi mà. Chịu đấy. Cái con Morgana này mà đi chung với con Dorave này thì Dorave nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều khi mà nó lao lên, nó không bị ăn khống chế nữa mọi người. Tại vì có khiên của Morgana, với lại là Morgana này nó chỉ còn chói chúng thôi nha. Là thằng Dorave này nó quăng tới bến luôn á, nó quăng tới chết thiệt luôn á em ơi. Nên lúc đầu game á, cái chất tướng con Cách Linh này á, là thứ nhất á, nếu mà gặp những cái ADC tay ngắn á, hoặc là những cái ADC yếu lúc đầu game á, thì con Cách Linh này nó sẽ đè đường được. Còn nếu như mà gặp cái chất tướng mà như thằng Dorave này thì con Cách Linh này á, nó sẽ tận dụng được cái lợi thế tay dài của nó. Nó sẽ farm ở trong khoảng cách gọi là an toàn hơn rất là nhiều so với những con như là Vayne, những con như là Kai'Sa các kiểu á. Thì khi mà đi kèo này thì Cách Linh nó vẫn lợi hơn nha em ơi, nhưng mà nó sẽ không hộ báo được bằng thôi. Cái này kèo này thì một là đợi con support của mình lên level 6, còn hai là đợi rừng găng thôi, chứ giờ là thở bằng thở oxy thôi em ơi, thở oxy thôi. Kèo này hơi khó rồi. Lại kèo này thằng Dragon nó đánh léo nữa, đánh léo rồi mới đánh đúng nha, chứ kèo này đánh nhùng là sai á. Anh rừng ơi, anh xuống anh giúp em với, mất khiên nè, mất khiên nè rồi ơi. Mất khiên nè, thằng rừng có anti nha. Rồi, tóc biến lên chơi luôn hả? Rồi, xong, bị dụ nè. Rồi đi support, rồi không được rồi. Cho tôi cái. Ông ơi, ông rừng ơi. Ồ, rừng nhường luôn em ơi. Ồ, đã thế nhờ, đúng là đánh răng có khác. Đánh răng có khác em ơi, rừng nhường luôn. Sướng thế nhờ. Hên quá, cho rừng không nhường. Thì chắc mình thở bằng không khí luôn á. Đẩy nốt cái đợt quái này đã. Không đẩy là tí nữa đồ ra về nó đóng băng khỏi farm luôn. Ok nha, một khởi đầu cũng như là cũng bình thường thôi mà. Cho nên mình farm hụt khá là nhiều nhưng mà chỉ số lính gì mình cũng tận chấp nhận được rồi. Tại vì mình không có quen đi farm lane lắm. Ok nha. Có giày thì lên thôi. Né né chạy chạy lên cho nó nhanh, với lại là mình tốc bắn nữa. Thì cái món đầu tiên như mình đã nói rồi thì sẽ tùy vào anh em, nhưng mà lúc cuối game anh em chỉ cần lên đủ 100% crit là được. Những cái món chí mạng tiếp theo á thì cũng tùy vào anh em thôi. Anh em có thể lên ma vũ nè, anh em có thể lên đại bác nè, anh em có thể lên giao điện nè, còn anh em có thể lên món đồ nào chí mạng cũng được, đủ lên 100% là được. Là con Cách Linh này nó bắn cái nào á là vô máu cái đó nha. Với lại con Cách Linh này lúc đầu game á thì thật sự là không có ADC nào mà đè hoàn toàn được cả nha anh em ơi. Nó sẽ kiểu như là luôn luôn từ hòa lên đến thắng lên. Cái con Cách Linh này nè, từ hòa lên đến thắng lên nha, chứ không bao giờ mà nó sẽ thọt lên được cả. Tại vì cái tầm tay bắn, cái tầm bắn của nó là cao nhất ở trong liên minh thần thoại ở cấp cấp nhỏ rồi. Còn Chitina thì nó cao hơn ở cấp 18 thôi. Wow, what the fuck, cái thằng Draven nó quăng hai cái kìa anh em. Thì chảy luôn anh em ơi, nó quăng hai cái mày muốn về nhà hồi máu luôn á trời. Còn support mình quăng đúng một cái kìa anh em. Má ơi, phải đợi sẽ bột mình lên level 6 cái. Xong rồi Dụ nó mất cái khiên ở đây mà. Rồi mình chơi tới bến luôn. Cái tầm này khoảng đồ Raven đó, nó về nhà của lên đồ kìa nè boy. Ngáo nè. Đó được rồi bạn. Lại mình căng rồi. Mình đồ Raven vẫn căng rồi. What? Mày nè, thốn chưa? Solo không? Solo thì build Stegi đây. Đại ca. Đại ca ơi. Đại ca làm gì thế? Bạn đi đâu thế? Xử lý gì đã được chưa anh em? Xử lý gì đã mắc binh chưa? Ok nha, hên quá mà rừng. Mình đặt cái bẫy nó. Khi mà thằng Mắt TV nó quy á, là nó sẽ đứng ở dưới chân mình nha. À, không phải đứng ở dưới chân mà nó sẽ đứng ở sau lưng mình nha anh em ơi. Không biết có đúng hay không nữa nhưng mà mình nhớ là vậy. Thằng Matthew khi mà nó quy xong á thì nó sẽ luôn luôn đứng ở sau lưng mình. Nên đặt cái bẫy đó, bước vô cái bẫy mà quay mặt lại. Đó, nó sẽ đứng ở ngay cái bẫy luôn. Mình thích thì mình lên vô cực luôn. Tại vì thằng Dorave bên kia á, nó cũng lên vô cực anh em ơi. Thích thì lên đồ giống nhau luôn, chơi cho thằng nào mạnh hơn. Quay cái thằng Dorave hồi nãy nó về nhà nó lên được một cái kiếm bếp, một cái cuốc chim, với lại là một cái K
cái chí mạng, má ơi kinh khủng. Nhưng mà sau một pha combat thì mình lời không rồi. Phải thằng Di trước khi nó xuống mình đó là nó 3-0, mình ăn mạng thằng Draven, mình ăn mạng thằng Di nữa, sức đau được hai thằng liên tục, về nhà cái đủ lên vô cực luôn. Nói chung là đây là một bước tướng lớn nè, đây là một cái chìa khóa để dẫn đến thành công nè anh em. Hay cái combo rất là thích nha, đó combo làm bạn đứng yên luôn. Cái thằng Draven này nha anh em ơi, mà chỉ cần không có thằng Morgana đi chung thôi là thằng support mình nó rờ là thứ nhất nè, mình đặt 7 á hai lần liên tục là đứng đó liên tục luôn nha anh em ơi. Xong rồi thêm cái combo e quy các kiểu nữa là chắc chắn 100% nếu như mà thằng Draven này nó không lên cái dây chuyền lộn, nó không lên cái khăn giải thuật á, là chắc chắn 100% nó đã không đi chung với thằng Morgana á, là chết chắc. Tại vì combo này là quá bá đi, đứng yên chắc phải là ngàn thu luôn á. Piu ấy được thế nhờ, đồng hồ két à, được quá nhờ, được phải đó, làm highlight cho anh em xem chứ ai ngờ mất hứng rồi bạn ơi. Mít xuống hả, mít xuống hả, mít xuống hả, phải mít xuống không, mít xuống này lùi nha, sợ bọn mình chưa có anti nè ơi, sợ không có combat được. Trời ơi, ông sụp bọt vô đây là ai đây, nó thấy rồi. Ô, nó chưa thấy anh em ơi, nó chưa thấy. Đoạn rừng mới. Sụp bọt ra sớm quá. À, được rồi. Xuống đó. Hay. Tôi đang đoạn rừng xuống để móc mà sụp bọt ra sớm quá nên mình phải ra luôn. Phụ đam với ổng. Thằng rừng nó tem nó trên top rồi. Ok, thì đẩy bot thôi. Giờ AD Draven này solo với mình thì cũng không có ngại lắm, mình nó chết rồi còn sụp bọn thôi. Đấy, trời một cái quy kìa. Cái bản ngọc con này thì mình nói rồi nha, là cầm bản nhiệt độ chết người, còn không á thì em có thể cầm bản bức chân thần tốc thì tùy em thôi nha. Mình thì cầm bản nhiệt độ chết người này cho nó đúng meta anh em ơi. Tại vì mình thấy á là hầu như ai chơi cái meta này cũng đều mang cái bản nhiệt độ chết người cả. Nãy mình khúc sai, thôi là bắn rồi được rồi. Nãy mình tính quy xong rồi rờ mà khúc sai nữa mà. Tôi về thì không có đủ tiền. Có lại là đẩy nốt cái đợt quái này đã. Cái đợt quái xong mình như mình nhớ không nhầm là được xe sao á. Và ráng ăn cái trụ này mà. Tại vì mình thấy thằng Master Yi này trên top á. Ráng ăn cái trụ đi. Ô, thằng Draven đâu ta? À vừa mới nhắc luôn. Ăn blue bạn ăn blue à, ô mình ăn chủ đầu luôn nè, thơm mới nhờ được á. Mazda hai support tưởng không mạnh mà mạnh không tưởng anh em ơi. Support như này thì không chế được, nhưng mà được cái là nó không có chiêu cover AD chính thống. Mazda hai có R rồi nhưng mà đỡ mình bạn ơi. Ok, cái món tiếp theo chắc lẽ là mình sẽ lên cái phong thần kiếm nha. Đây mình đã có được 45% chí mạng rồi. Nếu như mà anh em muốn sở hữu 100% chí mạng thì rất là đơn giản, anh chỉ cần lên 4 món chí mạng thôi là đủ. Mà trong đó mình nghĩ anh em nên chia ra là 2 món chí mạng mà có tốc đánh và 2 món chí mạng là có đam, là nó sẽ bù quay sắt lại. Rất là ok nha anh em. Cái con này combo cơ bản thì mình cũng biết sơ sơ chứ không biết rõ lắm anh em à. Con này mình cũng không có chơi nhiều lắm. Support ơi, xuống bot đấy giùm tôi cái support ơi, support ơi. Support đi farm mid là sao? Support nó bỏ mình luôn anh em ơi, nó thấy mình đủ lông đủ cánh nó bỏ mình luôn kìa. Cái đầu xanh đó, rồi ADF với tôi. Cái này nó băng chủ nó giết mình được luôn á nha anh em, nó đi chói chúng nó băng chủ giết mình được luôn á. Khổ vãi. Cú cái. Xanh thì xanh đó nhưng mà 2 con 1 thì sao được. Lộn 1 con 2 sao được. Ê rừng nó kìa, rừng nó kìa, thấy không. Rừng đang xuống rồi anh em. Rừng nó có khả năng là đang ăn rồng á. Không biết một rừng mình biết không ta. Đây rồi. Cái gì đây? Cái gì thế này? Đừng có găng nữa bạn.
con rồng mình ở đây mà anh em khỏi lo, rồng mình xuống phản găng là ổn á. Đại rồi chơi luôn Lee Sin. Thôi xong Lee Sin chạy về nhờ, mình bắn cái hai phát thằng mắt gì nó muốn ỉ chảy luôn mà anh em. Bắn đúng hai phát mà rồi luôn. Wow, quèo tóc biến rờ. quèo luôn, tuyệt vời. Về rồng đi. Cái gì thế này? Rồi xong rồi, thấy không ổn nha. Ây da, what the, vừa hết con mắt luôn anh em à, xui thật. Ây da, mình giết được thằng Fit đó là mình bắn anti chúng kia là chết ba luôn rồi. À, một mình không thể làm lên một cái mùa xuân được anh em ơi. Sợ lấy gì là mình cố gắng hết sức rồi đó. Cái trình độ của mình chỉ tới đây thôi em à. Phải đó cũng bó tay chống cơm rồi. Ây, cho tôi con rết nha. Xin nha. Lee Sin. Được đấy, mình thích cái chơi của con Lee Sin đó anh em. Cắm mắt không đá huy, chạy tới giảm E, giảm W, đánh thường chết được. Được rồi, cái xử lý được rồi. Ê, từ, cho tôi cho con rết đi, xin đi. Uầy, tôi ăn cái này tôi snowball cho. Bạn ơi. Lee Sin biết chơi. Muốn khóc, muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Nhường con rết muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Ông bà dây hay chưa có rờ mà hổ báo quá ta. Mở được cái sòi xem rờ đạn nào đi bạn. Rồi đùa đó. Ăn rồng này Lee Sin. Piu. Ồ không chết à. Ồ chết rồi kìa, ngon. Mở được cái sòi tôi tới cứu ông nè. Hay. Trời ơi, em thấy red rồi nó bắn kìa. Uầy, Quy nó không trúng ta. Vét đi em ơi. Cứ vét đi đừng ngại nguồn. Ui, ông Lee Sin. Cái kiểu này là đánh kiểu chắc bắp nè anh em. Và đó còn tí máu gì rồi mà ông Lee Sin ông cũng rờ được. Được không? Đánh kiểu mắt chắc bắp luôn. Ok, dần mua đồ rồi. Thì cái món tiếp theo á, anh em sẽ tùy nha. Ê, gì nữa, combat nữa. Con rét kìa anh em, nhìn thơm không? Thôi, cái này hơi khó anh em à. Con rét này mà ăn thì thêm thì thăm đó. Con rét này nhìn ăn thêm thì thăm đó. Nhận bộ đồ thôi. Thì như mình đã nói thì hai cái món chí mạng thì anh em hãy chia ra là một đó, là hai món chí mạng đam và hai món chí mạng tốc đánh nha. Lên đếp cái top đây. À, con top lên đếp hả? Con top lên đếp rồi thôi. ADC đi găng nè, nhìn gớm không anh em. Có mắt rồi. Có mắt rồi thì thôi. Ui, các bạn Mazda này bạn support mà bạn thích đi solo nhờ. Hay là đi cắm mắt bị bắt lẻ ta. Ok. Hiện nay mình đang có là 75% chí mạng nè, cũng khá là ổn. Hay Lee Sin ơi. Lùi vào Lee Sin ơi. Tôi ra tôi đếp mít cho. Không bao giờ cái sờ ra rò đạn nào đi. Rò thích kìa. Chỗ chuối không kìa bạn. Nãy bao giờ cái sờ ra ống rò thằng Draven. Thằng Draven cũng chết nữa. Uầy, thằng Morgana nó combo W bằng cái nửa cây. Uầy, vãi lòng ạ. Giờ bắn thốn á nha, bắn thốn lắm á. Thằng nào đó mình bắn thử coi. Tết đạn không? Tết đạn cho test nè.
u đầu luôn anh em ơi, đáng giờ là u đầu luôn á. Giờ thằng Draven solo đam với mình thì chưa chắc là ăn mình nữa. Ui ông sợ bọt đây mày. Đi farm đi solo kill như là đi mid đấy. Khó nhở. Ui xôi em thấy không, đây là lý do mình thích lên 100% chiến mạng đó. Và nó có meta đã đang hot đó, tại vì nó sốc đam kinh quá. Một cái combo này nếu như mà dính hết đó nha anh em ơi, là có mạng là 100% luôn đó. Chỉ cần đặt bẫy chúng nè, hoặc là e chúng thôi, thì anh em sẽ combo tiếp là W rồi Q rồi E các kiểu anh em ơi. Một combo thôi là chắc chắn là chết luôn á, nếu mà anh em lên full chiến mạng. ADC mà phải di chuyển là liên tục nè, khổ không. Hay quá. Trời ơi, thế tôi bắn không anh em? Tôi bắn vô cái đầu. Không biết làm bắn này, từ từ cái tầm này thì từ từ thôi. Bình tĩnh. Sao tôi biết làm bắn thì gặp một cái điều kỳ diệu ở đó thôi anh em. Với là mình chơi ADC mà cũng cần phải giữ cái tốc biến này, rất là quan trọng đấy. Ôi, thằng fit này mình nghĩ là nó chỉ cần cho mình ăn đủ một cái combo thôi. Trời ơi, anh em thấy không? Bye bye. Mình bắn thì thôi rồi. Mà nói thật, mình bắn thì thôi rồi luôn. Thốn tới rốn. Đây đây, để tôi bắn cho lỗ cái đầu nè. Piu. Rồi xong rồi đó, nó chết rồi đó. Có red mà anh em. Trời ơi. Khóc đi đừng ngại nguồn. Hay khóc đi đừng ngại nguồn. Hãy cho tôi con red nha. Red tôi hết rồi. Rồng 25 giây. Rồi nha anh em ơi, phút thứ 24 mình đã có là 100% chí mạng rồi nè. Và cùng với đó là hai món đam cực kỳ chất lượng. Tốc đánh cứ gọi là vô tư, 1.56 tốc đánh, 100% chí mạng. Giờ mình bắn đó nha, là tên bạn chỉ có khóc thôi. Giờ chắc chắn là đam của mình là hơn hẳn thằng Draven một bậc rồi đó. Draven giờ không có tuổi solo đam với mình nữa. Ôi nhưng mà sao Draven nó cũng xanh quá ta. Nãy giờ mình để ý không làm thằng Draven này nó cũng ăn được mấy mạng liên tục rồi đó. Bắn mà nè. Thấy không anh em ơi, bắn cái nào chất lượng cái đó mà. Mình nói rồi. Giờ bắn nó gọi là vô cái đầu. Ây da. Đó, vụ kèo liền. Né kẻ, hay quá support ơi. Support làm gì là quá đúng anh em. Đỡ cái con cá cho mình, hợp lý quá à. Mình trúng cá phải đó là mình có thể là lên 7 năm số luôn á. Vô múc red à. Vô múc hết rừng bạn luôn. Cái rờ nè. Ây da, mất cái rờ luôn anh em ơi. What the fuck. Cái rờ bay rồi mà mất cái rờ luôn, không có được cái gì hết á. Cái này mới nha, cái này mình mới biết đó nha anh em. Vãi à. Draven solo đam không lại mà anh em. Giờ mình xanh rồi. Ây da, ông fit này thì mình tẩy mày ơi. Ồ chín cá chết mẹ rồi. Vãi xoài. Thôi lùi. Tiến bước. Lộn luôn bước tiến 10 bước anh em ơi. Quả này không về hồi sinh hơi lâu. Đấy, hút máu lại ra chơi tiếp. Làm căng. Mặc dù là không có đồ hút máu nha, mà chỉ cần cái kiếm Doran thôi. Anh em thấy không? Hút máu kinh khủng. Bạn trẻ này bạn muốn solo đam à? Mắt tự nhiên không được chơi trong rừng mình luôn à. À, lên đây.
Mày nè, mày nè. Hoài. Một bắn ở đây mà hơn nửa cây ạ. À. Phải xoài. Thôi anh em đợi tới nhà về nhà mua đồ đã. Giờ xanh rồi, thích gì lên đó thôi anh em, thích gì lên đó thôi anh em ơi. Tại vì mình đủ 100% chí mạng rồi, nên cũng không có cần lên vội cái ma phủ làm gì. Giờ mình thiếu hút máu nên mình lên thẳng huyết kiếm, và lại là nó có đam luôn á. Nếu không thích thì anh em có thể lên vô cực. À lộn, không thích thì anh em có thể lên giúp thiên thần. Mà mình nghĩ là lên huyết kiếm hợp lý nhất rồi. Hút máu ghê lắm. Đam càng nhiều thì hút máu càng ghê. Ủa, Draven cũng xanh phết đó. Ủa, Draven đây liên tục lập công luôn hả? Lại mất cái R. What? Lại mất cái R anh em ơi. Ủa, thầm mơ đồ cái sò nó xanh kinh khủng vậy. Được phát nhờ. Ok. Giờ Aram dám solo không? Giờ Aram ra bắn 1-1 không? Ui, ông Draven team kia cũng ăn được 11 mạng cái đồ anh em. Thua mình có 4 mạng à. Tại vì mình được được farm á, nó khác. Lại dính ké hả? Ảo đi. Hi ha 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 ha. Như nào? Bạn fit muốn bắt mình à? Bạn fit muốn bắt mình à? Oh, what the? Không kịp bắn thường phải đó thằng cái, xui quá. Trời ơi, bắn cái máy phát đầy cây luôn ông giáo à. Cái thằng Lucian hình như nó áp cao rồi, nó nản quá, nó áp cao rồi anh em. Bị bắn có 2-3 viên là chết rồi. Chơi bời gì nữa. Thôi mình end game luôn đi. Full đồ rồi. Trời ơi anh em, một bắn hơn 400 đam. Ê, bậy nha, từ từ nha. Cái gì từ từ nói chuyện nha. Không chết kìa. Uầy. 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 Vãi cái đấy. Ai nữa? Lucian này nó FK rồi. Ơ. Hó ra là chưa, hó ra là chưa, hó ra là chưa. Chiêu máy. Ok và xin chào tất cả với nhau tại bên em. Hẹn gặp lại em sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share một nhé. Bye bye.